Ok, thì đây mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha, IC-T3 16D2 live stream ha. Đây, mẫu mạch đây. Ok chưa? Echo, chép, bass, drone, chỉnh mic bass, mic chép, guitar, hai cổng micro. Có phần live stream. Live stream ha. Volume monitor, là phần chỉnh âm lượng tai nghe. Monitor, công tắc on off, submit, layer, layer. Layer, layer là đỡ cắm điện thoại ha. Submit là cắm với cổng micro. Monitor là cắm với cổng tai nghe. Công tắc power, công tắc led. Điện áp AC 220. Thì đối với mẫu mạch này thì cho phép sử dụng bình hoặc là điện 220 đều được hết ha. Ok chưa? Đây là bên trong bao mạch IC-T3-16D2 dưới miếng nhôm, tản nhiệt ha. Ok, đối với cái mẫu mạch T3 mới này nè, nó có điều đặc biệt là lập trình chống hú ha, lập trình chống hú. Thì lập trình chống hú nó cho tiếng ca mượt ở gần lo, không sợ hú hí gì ha, ca mượt luôn ha. Ok, đây mình đang test bằng bình ắc quy cấp vô nè, đang test trên cặp mic Robin. Pin 18650, mic xịn nè, mic này có chống hú nè ha, pin 18650 nè, này mic này tiếng ca tuyệt vời luôn, cho phép mình chỉnh âm lượng đầy đủ hết luôn trên tiếng micro đây, mình tăng lên hết cỡ nè, thấy chưa, tăng lên mức 9 là mức hết cỡ. Ok, thì cho mình xét tần số luôn, trên một nút luôn. Có nghĩa một nút này, chỉnh âm lượng, xét tần số, đủ kiểu trên một nút. Mic xịn này. Đó. Chống hú này. Đó. Chống hú đó. Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ test cái tiếng micro cho các anh em xem. Nó đi một cặp này. Cặp này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đó, cái tiếng micro nó mượt đến mức độ đó ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Chống hú này. Thấy chưa? Chỉ thẳng vô lo chép. Chống hú. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nếu anh em nào mà nghe mà chú ý ha, thì tiếng nó gần giống như tiếng reverb luôn ha. Rồi, đối với mạch này sử dụng IC-T3, mình đang test trên cái lò 3 tấc này, con 38 này. Âm thanh cực hay, bắt mạnh luôn ha. Hai chép 250, hai chép 250 đây. À, ok chưa? Có thể sử dụng chép 350 đều được luôn. Giờ ở đây mình tiến hành test cái phần nhạc trước. Đây. Cho các anh em xem nó quýnh hay không. Bố toa đã dừng xa, bố già em trong xoáy ca. Yeah.
Ok, test lại tiếng micro cho các anh em xem nó mượt cỡ nào ha. Đây. Nghe kỹ giống tiếng đi vợ. 1 2 4 5 6 6 8 9 9 1 2 4 5 6. Ok, test lên một cái đoạn nhỏ cho các anh em ha. Đây. TB162 livestream mẫu mới này ha, nó có phần chống hú ha, cho phép các anh em ngồi gần sát lo cam không sợ hú ha. Nó bảo vệ được cái lo chung lo chép của mình không có bị hư ha, mạch không bị cháy, và đặc biệt phần lo bass lâu ngày nó không có bị nhão ha. Ok, mình đã review nhanh cho các anh em về một cái cấu hình ba tấc đôi cho mẫu mạch ICTBA 162 livestream có chống hú DSP ha. Ok.